Chào tất cả quý vị, giờ đây quý vị cũng nhìn thấy là từ đâu đi, từ đâu. Việt Nam, Don't Miss World Việt Nam và cái mặt tại khu vực thảm đỏ. Một lần nữa, ở nhà sắp tiền của chúng ta. Rồi, các em ơi, mình cho anh qua nhờ tí xíu nha. Cho qua nhờ tí xíu rồi đó, để mình chụp nha. Cho anh qua nhờ tí xíu nha. Cho anh qua nhờ tí xíu nha, mọi người ơi. Cho anh qua nhờ tí xíu nha. Cho ở đây được rồi. Ở đâu? Trên mái này ha. Okay. Okay, you stand by here. Go this way. Follow red carpet. Và thưa quý vị, ngay lúc này chúng ta cùng chờ đón tại phòng đỏ của buổi họp báo đặc biệt ngày hôm nay. Chủ tịch Miss World Việt Nam, trưởng ban giám khảo Miss World Việt Nam 2022, bà Phạm Kim Dung. Cùng với đó là đương kim Miss World 2021. Bà Carolina Pilaska. Please welcome on the red carpet, General Director of Miss World Vietnam, Miss Phạm Kim Dung, and Miss World 2021, Carolina Pilaska. Rồi, chăm qua, chăm qua nhờ. Thưa quý vị, như vậy là dân mời đặc biệt nhất của đoàn phát thanh hôm nay cũng đã xuất hiện tại khu vực thảm đỏ. Wow, có thể nói là tại khu vực thảm đỏ với chúng ta một không khí vô cùng tân mừng với sự xuất hiện của đương kim Miss World 2021 Carolina Pilaska cùng với bà Trùm Hoa hậu Phạm Kim Dung. Thưa quý vị, có thể nói là ngày hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt đúng không ạ? Đặc biệt cho quý vị chúng ta cổ chụp tiếp chị Dung. Đặc biệt Miss World 2021 Carolina đến thăm quý vị và chúng ta. Đặc biệt là ghé thăm thành phố biển xinh đẹp Quy Nhơn. Và trên các đây sẽ là một phần xuất hiện vô cùng ấn tượng và để lại rất nhiều điều rất đẹp. Và giới thiệu những người thỏa mãn thực phẩm phụ nữ Việt Nam ra đấu trường ngay sắp thế giới. Và đồng thời, vào buổi tối ngày mai, trong đêm chung kết, chúng ta sẽ còn nhiều phần hấp dẫn hơn nữa. Và cùng chào đón trên khu vực thảm đỏ có sự xuất hiện của Hoa hậu Hà Kiều Anh, thành viên ban giám khảo. Hổ tên cổ đi. Quý vị có thể gửi gặp một bộ phim nhận rất là nhiều tình cảm cho đương kim Miss World Carolina cho một tình cảm và sự đáng khắc của người Việt Nam luôn dành cho bạn bè quốc tế. Và quý vị thân mến, ngày hôm nay tại buổi họp báo của chúng ta là sự xuất hiện của rất nhiều hàng hậu vô cùng xinh đẹp. Một lần nữa xin mời mọi người cùng đây sẽ cùng với quý mời chúng ta chào đón đương kim Miss World Carolina và đi được thẳng đẩy. Ok. Chúc 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 chú
rồi sao nữa? Rồi cho lúc này cho cái tổ chức được mời mà Hoàng Kim Dung vậy nó cổ vô Miss World Carolina sẽ cùng đến với cái tổng khán giả để chúng ta có sự tâm tình giao lưu với người hâm mộ. Excited to be in Vietnam, especially with this kind of support and such a warm welcome. Vietnam was always a dream for me, so I'm very excited to be here. So, what did you like the most in Vietnam after a few days of arrival here? Yes, so I arrived yesterday, and so far I had the opportunity to try the local cuisine, and that was absolutely delicious. And also, I think what's the most important in every country are the people. And Vietnamese people welcomed us so nicely and so warmly that I'm already in love with this country. Vâng, thưa quý vị, cô Carolina có nói là cô ấy ấn tượng với tất cả mọi thứ, nhưng mà có lẽ mà điều mà Carolina mong muốn được thưởng thức nhất đó chính là những cái đặc sản vùng miền mà đặc biệt là tại Quy Nhơn. Nhưng mà cô ấy tin là không có một điều gì có thể tuyệt vời hơn là những con người ở đây. Người Việt Nam rất là hiếu khách và rất là dễ thương và đã chào đón Carolina bởi sự yêu thương cũng như là rất là nồng hậu với cô ấy, và đó là điều cô ấy trân quý nhất. So Carolina, can you share a bit about your Miss World 2021 journey? So what activities do you like the most? I think the best part and the biggest blessing of being a Miss World is traveling to every country and getting to know these local people, learning about their culture, about their tradition, and also meeting the contestants and learning about their Beauty with a Purpose projects. Beauty with a Purpose is the soul of Miss World, and this is something that actually makes a real difference in the world. And that makes me so proud when I see all those powerful young women who are trying to make a difference in their communities. I think that's the most important. Carolina có chia sẻ là thực ra là tất cả mọi hoạt động trong Miss World đều là những hoạt động thú vị. Cô ấy rất là thích việc được tới với tất cả những đất nước mới, được gặp những bạn thí sinh mới và thấy là họ đều là những cô gái vô cùng nhiệt huyết. Và cái điều mà Carolina thích nhất tại Miss World đó chính là Beauty with a Purpose, sắc đẹp vì mục đích cao quả. Cô Carolina tin là có thể chúng ta chỉ góp một phần nho nhỏ thôi, nhưng mà những cái điều nho nhỏ chúng ta làm được sẽ tạo ra những cái khác biệt lớn lao cho thế giới. To the young generation in Vietnam, what would you say? I would say to everyone, just fight for your dreams, because everything is possible in life. And I believe that every one of us has different opportunities, but we can all use them to the fullest. And especially if we are living according to our purpose, according to something that we truly believe in, and we put our whole strength into it, we can make miracles come true. Và câu hỏi cuối cùng Lương Thủy Linh dành cho Carolina đó chính là nếu như mà Carolina có cơ hội được nói chuyện với các bạn trẻ tại Việt Nam thì Carolina sẽ nói điều gì? Và Carolina đã nói là hãy chiến đấu vì bản thân mình, hãy chiến đấu cho những gì mà mình tin tưởng, cho mục đích của mình. Và cô ấy tin chắc rằng nếu như mà bạn có đam mê và bạn thực sự mong muốn điều đó trở thành sự thực thì không có gì là không thể. Thank you Carolina for coming to Vietnam and attending Miss World Vietnam 2022. Carolina muốn chia sẻ một vài điều thay cho bà Julia Morley. Yes, I would love to also to pass the message from CEO of Miss World, Miss Julia Morley, who was invited here, and she would love to come because she always says that Vietnam is like a second home to her, and she just made a promise that she will come back here with me again to see all of you and to be here and explore Vietnam even more. So I cannot wait to be here with her. Carolina có nói là cô ấy muốn chia sẻ một vài điều từ bà Julia Morley, CEO của Miss World. Đó chính là Việt Nam như là ngôi nhà thứ hai của bà Julia Morley. Và bà Julia có hứa với Carolina là bà rất là mong muốn sẽ được quay trở lại Việt Nam với Carolina. Vì vậy là trong thời gian sắp tới thì Carolina không thể chờ đợi sẽ được quay trở lại Việt Nam cùng với CEO của Miss World và Julia Morley. Và một câu hỏi cuối cùng dành cho bà Kim Dung. Và bạn Kim Dung có thể chia sẻ lý do vì sao mà chúng ta mời đương kim Miss World Việt Nam cũng như là đoàn chủ tịch của Miss World về thăm đất nước Việt Nam cũng như là tham dự lễ chung kết? Không phải bây giờ, chúng tôi mới có ý định mời đương kim Hoa hậu và bà
là Molly đến Việt Nam và ý định này cũng nhiều năm trước. Nhưng đúng là khi bắt đầu có ý định thì là đại dịch đã xảy ra. Rồi rất nhiều những việc nữa, chúng ta cũng không có một cái dịp nào thật là tròn trịa để có thể mời họ đến. Và đẹp nhất là đến để tham dự đêm chung kết cuộc thi Miss World. Cho nên là đúng người đúng thời điểm thì mọi việc sẽ tròn đầy và rất là phù hợp. Thì tôi tin rằng là không phải một lần này đương kim hoa hậu và Miss Ramoli hoặc là ban tổ chức Miss World đến với Việt Nam, mà sẽ còn nhiều lần nữa. Hy vọng rằng là mỗi năm chúng ta tổ chức thì đều có tổ chức hoa hậu thế giới và cô đương kim hoa hậu đến với chúng ta. Thì như thế mọi thứ của đêm chung kết sẽ trở nên thật là hoàn hảo. Rất là cảm ơn những chia sẻ của bà Phạm Kim Dung.